này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với quả dự lưu thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của quả dự lưu không sở hữu tự tánh của quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với quả vị độc giác thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của quả vị độc giác không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với trí nhất thiết thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao? Này thiện hiện vì tự tánh của trí nhất thiết không sở hữu, tự tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì đối với địa vị phàm phu thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì đối với địa vị thanh văn, địa vị độc giác, địa vị Bồ Tát, địa vị như lai thối chuyển, nên gọi là bất thối chuyển vì sao này thiện hiện vì tự tánh của địa vị phàm phu không sở hữu tự tánh của địa vị thanh văn địa vị độc giác địa vị bồ tát địa vị như lai cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với quả vị giác ngộ cao tột thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của quả vị giác ngộ ca tổn không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền